Yo, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ cầm cái vị tướng tủ mà để mà mình leo rank tiếp nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái hành trình lên cao thủ và cũng như lên chiến tướng của mình cái mùa này nha. Cái mùa trước thì mình chỉ mới lên được có cao thủ 48 sao mà thôi. Sau đó mình chơi mình thua xuống tới tận cao thủ 30 sao luôn. Và cái mùa trước thì mình vẫn chưa lên được chiến tướng, và thậm chí là trong suốt cuộc đời mình cũng chưa bao giờ lên được chiến tướng luôn. Nghe thì có vẻ hơi gà, nhưng mà mình sẽ cố gắng để cái mùa này mình có thể làm được cái điều đó nha. Càng chơi thì chúng ta sẽ càng tích được nhiều cái kinh nghiệm và chúng ta sẽ chơi hay hơn mà thôi, đúng không nào? Bây giờ mình đã thấy được cái con Alice rồi. Mình đã sử dụng chiêu 1 tiếp cận vào nó và sử dụng luôn cái chiêu 2 của mình. Người yêu mình cũng đang ở đây. Cô ấy đảm nhiệm cái vị trí là support. Cô ấy vừa mới mất đi cái tóc biến rồi. Còn cái con Violet thì nó không có dám ra đây. Cho nên là cái pha đó chúng ta phải ngã ngủ lui về để mà mình đi farm tiếp nha. Tranh thủ mình ở đây mình sẽ kiểm soát luôn cái con chim này cho cái thằng AD của mình nó không có bị mất. Sorry các bạn, mình vừa mới có một cái cuộc điện thoại. Nhưng mà không sao, chúng ta đã quay trở lại rồi nha. Cuộc điện thoại cũng không có dài lắm. Và bây giờ thì mình chỉ mới có ăn được có đúng hai con quái rừng mà thôi. Mình phải đi farm tiếp mới được. Nãy giờ mình đã dành quá nhiều thời gian ở cái lane đường rồng rồi. Nhưng mà bây giờ mình mới vừa đi thì cái đường rồng nó lại xuất hiện. Đó là bốn thành viên của team địch, đồng nghĩa với cái việc là không có thành viên đi mít nào ở đây cả. Cả team mình và cả team bạn luôn. Cho nên là mình sẽ ăn luôn cái đàn lính này, khiến cho những cái con lính nó đi vào trong trụ. Và bây giờ cái thằng tu lên nó sẽ ăn lính ở trong trụ, nhưng mà team mình thì sẽ không có ăn được con rồng, cái mục tiêu quan trọng đầu game rồi. Mình cũng sẽ cố gắng ăn cái con tà thần cho team mình nha. Lúc này ở bên phía đường tà thần này thì đang có hai thành viên của team mình, và Lily cũng đã có thể là hạ được cái thành viên đi top của team bạn rồi. Lúc này cái thằng Willen nó lại xuất hiện thì làm sao mà có thể 2-1 được chứ. Nhưng mà bây giờ cái con bồ đỏ mình nó cũng ra luôn rồi, cho nên là mình sẽ đi qua đây để mà ăn. Nhưng mà cái thằng khỉ nó vừa mới cướp mất cái con bồ của mình rồi. Đây là cơ hội để mình lấy lại đây nè. Và mình đã thể lấy lại được thành công. Thằng Willen này muốn làm gì đây? Đây có vẻ là cái thời điểm thích hợp để mà chúng ta di chuyển vào cái con tà thần và kiểm soát cái mục tiêu này. Mình lên ngó nó trước coi là có thành viên nào team bạn ở đây hay không. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra những cái bụi và tiêu diệt những cái thành viên team địch trước cái đã. Bây giờ đã phát hiện được vị trí con gấu, nó đã ở lại nó chơi luôn với cái thằng Triệu Vân team mình, và nó không ngờ là mình đã có thể xuất hiện ở đây rồi. Bây giờ thì có thêm được sự hỗ trợ của Triệu Vân, và thậm chí là cái thằng tu lên nó vẫn chưa biết mình đứng ở đây. Mình sẽ sử dụng ra hai chiêu thức cộng với sát thương của Triệu Vân, nhưng mà vẫn chưa đủ. Triệu Vân nó băng trụ rồi, mình phải vào luôn và sử dụng ra ba chiêu thức. Tuy nhiên là cái trụ nó vẫn có thể bắn mình thêm được một phát nữa. Pha đó tưởng đâu Triệu Vân chết, nhưng mà người chết lại là mình. Bây giờ mình đã hồi sinh lại và đang đi farm cái cánh rừng của mình, nó đã ra đầy đủ hết rồi. Còn cái con tà thần thì có vẻ như là cái mục tiêu này team bạn chê hay sao mà vẫn chưa có ăn được, và vẫn còn đang bị bỏ ngỏ từ đầu game tới giờ. Mình vẫn luôn ở gần cái con tà thần này, nếu mà có thể thì mình sẽ ăn cho team mình nha. Tuy nhiên là từ nãy tới giờ ta vẫn chưa có được cái cơ hội đó. Thôi bây giờ mình ăn luôn đi, không thèm nói nhiều nữa. Có vẻ như là cái thằng tu lên nó đang di chuyển qua, hoặc là nó sẽ di chuyển xuống dưới cái đường rồng. Mình cũng không biết là nó đi đâu nha. Có vẻ như nó đã qua đường rồng rồi. Thì cái mục tiêu tà thần này nó sẽ thuộc về cho mình nha. À không, cái thằng tu lên nó đứng đó nó chờ. Thì mình vô mình quýnh nó luôn. Tiện thể mình sẽ húp luôn cái đám lính này nha. Nó đã giữ khoảng cách với mình, nó đâu có dám lại gần mình. Và đó cũng là một cái điều rất là khôn ngoan khi mà bây giờ Liliana đã có mặt ở đây rồi. Cô ấy có vẻ như là khá không thích cái việc mà mình thủ lính mít giùm cho cô ấy. Và cô ấy đã vào tấn công vào những con quái rừng của mình. Lúc này thì thấy có một vài thành viên của team bạn nó đang tập trung ở khu vực đường rồng kia kìa. Và cái con rồng thì nó cũng còn 2 giây nữa nó ra rồi. Liệu mình có thể ăn được con rồng thứ hai này cho team mình hay không? Cái con rồng đầu tiên mình đã để mất rồi, và mình đã sử dụng cái đòn đánh thường khiêu cái con rồng ra. Nhưng mà bây giờ thằng khỉ nó tới rồi, mình vẫn còn cái chiêu mò, và hai thành viên của team mình cũng đã lao tới đây. Con khỉ nó đã bỏ chạy rồi, tuy nhiên là nó vẫn còn núp ở bên cái bụi đó mà chắc chắn luôn. Các thành viên team bạn giờ cũng đã biết được mục đích của mình, nhưng mà bọn chúng không thể nào giữ được cái con rồng này vì lực lượng của chúng ta ở đây là quá đông. Như vậy là mình đã có thể ăn được hai mục tiêu cho team, và ba thành viên của team bạn thì đang ở mid, có nghĩa là không có vị trí nào có thể bảo kê được cho AD cả. Mình đoán nó núp ở trong cái bụi đó, và mình đã chính xác.
lấy đi được gần hết máu của nó rồi. Và lúc này cái thằng AD nó mà dám ở lại nó giữ cái trụ thì mình cũng sợ nó luôn. Tuy nhiên là ba thành viên của team bạn đang không biết có thể khi là đang di chuyển qua đó nha, hoặc là đang núp ở trong cánh rừng của mình. À không, hai thành viên đã lên bảng điểm số rồi, bây giờ chỉ có một mình con gấu là đang để trụ mà thôi. Và nó cũng đã lấy được cái chỗ đó rồi. Tuy nhiên là mình vẫn nghĩ là mình không đủ khả năng để mà mình chơi solo được với nó đâu. Mình chỉ có thể ganh khi mà có những người đồng đội của mình ở đó mà thôi. Như vậy cho chắc ăn nha. Vì con gấu nó có quá nhiều cái chiêu khống chế và thậm chí là bốc giáp ảo, cho nên là mình cũng hơi ngán nha. Bây giờ mình đẩy cái đàn lính này, nếu mình di chuyển lên là sẽ gặp ngay con gấu. Mình chắc chắn luôn nó đang đợi mình ở trên đó chứ không ở đâu cả, vì mình vẫn chưa thấy nó trên bản đồ. Nó đã xuất hiện rồi, nó đã sử dụng ra 3 chiêu thức luôn rồi. Tuy nhiên là vẫn có con khỉ ở đây. Rất may mắn là pha đó mình không tham gia combat nha. Như vậy hai thành viên của team bạn ở đây thì cái trụ mid nó sẽ bị thiếu rồi. Còn cái trụ đường tà thần này thì mình đã canh ở đây rồi, làm sao mà bọn chúng có thể đẩy được nữa. Con khỉ này lại dám xuất hiện rồi, mình xịt luôn cái chiêu cuối mình chơi với nó luôn. Nó đã sử dụng hết combo vào người của mình và nó đang bị mất hết nửa cây máu rồi. Bây giờ nó vẫn không chịu về mà nó vẫn lại gõ thêm con lính một cái rồi. Cái thằng này nó thích trêu người mình, nhưng mà cái pha đó mình cũng không thể nào mà mình tiếp cận được nó thì nó di chuyển quá nhanh. Bây giờ nó cũng đã bị cái viên team mình khép góc và hạ gục rồi. Lúc này phát hiện được ba những cái team bạn đang ở khu vực mid, nghĩa là ở khu vực đường tà thần này sẽ không có thành viên nào, mà nếu mà có thì cũng chỉ là một thành viên mà thôi. Còn team mình đang ở đây là hai thành viên mình cơ mà. Vị trí của Arun người yêu của mình đã dò map và phát hiện được rất là nhiều thành viên team bạn dùm cho mình rồi. Lúc này cái con tà thần nó đã ra, đây là con tà thần cấp 2 và có vẻ là mình sẽ ăn luôn con tà thần này cho team mình nha. Cái con gấu nó lên đẩy đạn lướt nhưng mà mình cũng không thể làm gì được cả, bởi vì chỉ có một mình thôi. Các thành viên mình vẫn đang núp ở cái bụi này, nhưng mà team bạn đâu có ai dám đi ra đây đâu. Mình nó bị con Alice choáng và con khỉ nó rõ, nhưng mà mình vẫn còn cái chiêu 1 để mà có thể thoát ra khỏi cái trận combat này. Và bây giờ có vẻ như là cái thời điểm thích hợp để mà chúng ta ăn luôn con tà thần này, bởi vì ta đang có rất nhiều thành viên ở đây. Lily lên solo với khỉ, cẩn thận nha bạn ơi, chỉ nên hù dọa nó mà thôi, tránh xa nó khỏi con tà thần này. Và mình cũng đã thể ăn được thành công rồi. Lúc này ở khu vực dưới, team bạn đang để hở và thiếu sót đi những cái thành viên ở khu vực đó, cho nên mình sẽ thả con tà thần ở khu vực đó luôn nha. Hơn nữa thành viên của team mình cũng đang tập trung rất đông ở khu vực ở phía trên này, nên là sẽ không ai xuống dưới để đẩy lính ra cái đường dưới đó. Và nhờ vào cái việc mình thả tà thần ở đường dưới như vậy, team bạn nó phải chia lực lượng ra thủ và để lỗ cái khe hở, để lỗ khe hở ở cái khu vực đường trên nữa rồi. Như vậy là đang có hai thành viên ở mid, hai thành viên ở đường dưới và đường trên. Đường dưới thì chỉ có một mình con gấu mà thôi. Như vậy là mình sẽ đi chung với team mình để xem có thể bắt được thành viên nào không nha. Có thể con gấu nó sẽ đi vô để mà giữ chủ ý. Còn team mình thì đã có bá thua, mất một thành viên rồi. Lúc này mình lên thử xem có vớt bát được gì hay không. Nhưng mà bọn chúng vẫn có thể kịp thời để mà lui về. Người yêu mình đã lao vào cắn ngay con support, con khỉ cũng lao ra rồi. Và kể cả con gấu cũng vậy, mình thì liên tục đánh thương. Nhưng mà cái bọn này nó cơ động quá. Mình chỉ có một chiêu cơ động duy nhất là chiêu 1, và cái chiêu đó thì nó hồi rất là lâu. À không, mình còn có chiêu cuối cơ động nữa, nhưng mà chiêu đó nó cũng hồi lâu hơn. Bây giờ thì mặc dù cái thế đẩy chúng ta đang hơn và team bạn đang bị thiếu đi lực lượng, nhưng mà chúng ta combat thì lại để cho thua. Và mình cũng đã biến về để có thể đi chung với team mình và farm những con quái rừng của mình nữa rồi. Khi nãy mà mình đứng lại đó, mình đẩy luôn đàn lính, có thể mình bắt lẻ được cái vị trí AD rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta nên chơi một cách chắc ăn nha, biến về và farm những con quái này để khiến cho cái lượng đồ của chúng ta có thể vượt trội. Và bây giờ mình đang ở khu vực cái con rồng này, kiểm soát luôn cái mục tiêu tiếp theo cho team của mình luôn. Thì ngoài cái mục tiêu mà con rồng đầu tiên mình để mất thì các cái mục tiêu còn lại mình đã ăn hết cho team của mình rồi nha. Bây giờ mình thấy có một cái khe hở ở cái trụ đường dưới này, xuống đây mình lấy luôn. Chỉ
chỉ còn một chiêu một của mình thôi là đã có thể tiếp cận ngay trong cái bụi mà bay ra ngoài này rất là nhanh chóng, và team bạn không có ai để mà thủ cả. Bây giờ thì ba người team mình đang đẩy cái chỗ đường mid, có vẻ là không cần tới mình đâu, cho nên là mình sẽ đi về để mà ăn con rồng cho team của mình luôn nha. Các thành viên của team bạn chắc chắn là không dám di chuyển qua cái vị trí này rồi, bởi vì Liliana cũng đang canh ở trong cái cánh rừng đó, và bây giờ có thêm cả Triệu Vân giúp cho mình ăn càng nhanh hơn. Và cái việc kiểm soát mục tiêu như vậy đó chính là cái nhiệm vụ của người đi rừng. Lúc mà mình mới chơi thì mình cũng không biết đi rừng là phải ăn mục tiêu đâu, cho nên là mình cũng bị chửi nhiều lắm. Nhưng mà chơi một thời gian rồi thì mình thấy rằng đó thực sự là cái nhiệm vụ không chỉ của người đi rừng mà là của cả team luôn nha. Bởi vì cái mục tiêu nó búp cho cả team chứ đâu phải búp cho một mình ăn rừng đâu. Bây giờ mình đã phát hiện bốn thành viên của team mình nó đang đi chung với nhau, và phát hiện được thành viên team bạn thì đang là cố thủ, còn một mình thì vẫn đi khắp map để mà mình farm những con quái và con bùa của mình, và chia lực lượng ra để mà đẩy luôn lính ở khu vực đường dưới này. Bởi vì bây giờ chúng ta vẫn chưa thể nào ăn được con tà thần vì mới thì ăn con rồng xong. Hơn nữa thành viên team bạn cũng đang tập trung ở khu vực đó rất là nhiều, cho nên là mình sẽ di chuyển xuống ở phía này. Thay cho việc ăn cái con tà thần thì đích thân mình sẽ đi đẩy cái đường lính ở khu vực đường dưới này luôn nha. Bắt buộc team bạn phải chia lực lượng ra thủ. Bây giờ hai thành viên team mình thì đang đẩy ở chỗ mí rồi, còn mình thì cũng đẩy được cái trụ ở cái đường dưới này. Nhưng mà bây giờ có vẻ như team bạn đã có thể về hết để mà thủ rồi. Đây mới chính là cái thời điểm để chúng ta ăn cái con tà thần đây này. Nhưng trước tiên chúng ta phải hạ cái thằng khỉ nó đang đi lẻ kia kìa. Liệu team bạn nó có thể lên kèo để mà nó cứu lấy cái con khỉ này không, hay là liệu con khỉ này nó sẽ biến về tế đàn để mà nó hồi máu? Có hai phương án, một là nó đang núp lùm, hai là nó đã biến về rồi. Thì cái phương án mà nó núp lùm nó đang làm cho mình rất là sợ hãi, mà mình để cho vị trí người yêu của mình đi trước nha. Nhưng mà thậm chí đối với cái vị tướng ngộ không này thì cũng là một cái mối nguy hiểm, dù cho có người đi trước đi chăng nữa. Bây giờ người yêu mình đã di chuyển ra cái bụi ở phía sau. Wow, con khỉ nó vẫn chưa về, nó đang núp nãy giờ ở cái khu vực cánh rừng của mình, và mình đã phát hiện được nó rồi, nhưng mà nó cũng đã lên bảng điểm số rồi. Lúc này thì một thành viên của team bạn đang đẩy lẻ khu vực đường dưới, còn ba thành viên thì đang canh cái con tà thần không cho team mình ăn, còn thằng Chỉ vẫn lên chắp ba luôn. Mình không hiểu được ý định của nó là gì. Lúc này mình bị con gấu nó bắt rồi, mình phải sử dụng chiêu cuối để mình lui về. Và cái pha này có vẻ như chúng ta nó không ăn được con tà thần rồi. Mình sử dụng cái bản ngọc là 16% hút máu phép, cho nên là bây giờ việc mình đánh vào bất cứ thứ gì, kể cả lính hay là quái rừng hay là mục tiêu đi chăng nữa, hay là tướng địch đi chăng nữa, thì mình cũng sẽ có một cái lượng hồi máu nhất định nha. Bây giờ sắp chuyển sang phút thứ 14 rồi, chúng ta nên quên đi con tà thần này luôn thì tốt hơn. Bởi vì bây giờ chúng ta ăn cũng khó mà có thể kịp. Hai thành viên của team mình thì đang mạo hiểm ở cái khu vực đường mít, còn mình thì không dám đi lên cái khu vực này, mình sợ cái con khỉ nó đang núp trên này. Nhưng mà mình đã thấy nó ở trên bản đồ rồi, có nghĩa là không có ai trên này cả, nên là mình đã lên để mà đẩy luôn cái đàn lính này và tiện thể ăn luôn những con quái rừng của team bạn nằm ở khu vực tít xa này. Bây giờ con bùa đỏ nó đã bị ăn rồi, có nghĩa là sẽ có một cái thành viên team bạn nào ở đó đang gần ở đây. Mình sẽ núp ngay cái bụi này, đây là một cái bụi chí tử. Và phát hiện được con khỉ nó đang đi ngang qua rồi. Nó đang tàn hình, liệu nó có dám đi vào cái bụi này hay không. Nó đã tàn hình và nó quay trở về. Một trận hỗn chiến đã diễn ra rồi. Kìa kìa, người yêu mình nó bị quýnh chết luôn rồi, trong khi là không có AD. AD đang là cố đẩy cái trụ mid. Bây giờ mình phải ra mình chơi luôn với team mình thôi, nhưng mà vẫn không được. Mình nên là lui về nhóm pha này thì hơn. Con khỉ đã ra qua rồi, mình phải chơi luôn. Bây giờ con gấu nữa, mình sẽ sử dụng ra hai chiêu thức lấy đi cái giáp hồi sinh của nó, và có ba thành viên của team mình ở đây lận. Mình vẫn còn chiêu một, sử dụng chiêu một và thêm cái chiêu hai nữa, lấy được thêm một cái double kill. Và còn 3 giây nữa là cái con tà thần bảo chúa nó đã ra rồi. Đây cũng là cái chìa khóa để mà chúng ta có thể chiến thắng được cái game này. Cái con tà thần này nó cũng không có thả được như là cái con tà thần cấp 2, tuy nhiên là nó sẽ bốc cho chúng ta rất là nhiều giáp ảo cũng như là sát thương. Và trước khi mình ăn cái con tà thần đó, để tránh trường hợp mà team bạn nó tụ tập lại cái khu vực đó, thì mình sẽ đẩy cao cái khu vực phía đường dưới này nha, để cho lính nó cao lên, để team bạn nó phải về thủ chứ nó không có lãng quảng quanh cái con tà thần được. Lúc này
thì mình thấy cái chủ hở, mình lao vào mình lấy luôn. Nhưng mà đã có hai thành viên team bạn xuất hiện quá bất ngờ. Bây giờ nó chuyển qua thời điểm cuối game rồi, mình sẽ bán luôn cái đôi giày của mình để mà mình lên cái món trang bị là quả cầu băng xương, và sẽ sẵn thêm cho mình cái giáp hộ mệnh và cả cái liềm đoạt mệnh nữa nha. Trong mỗi tình huống các bạn mình sẽ tiến hành đổi đồ để có thể ao nhay được team bạn. Tuy nhiên là cái lượng tiền của mình nó vẫn chưa đủ để mà mình có thể đổi đồ được đâu, nên là mình cần phải farm thêm một chút xíu, di chuyển lên khu vực này kẹp thành viên team bạn lại. Nhưng mà đây có vẻ là một ý không hay lắm. Thằng Triệu Vân nó cũng ra nó rõ vô cái con tà thần luôn rồi. Lúc này team bạn thì cũng đã ăn được con tà thần bảo chúa và bọn chúng muốn ép luôn để cho win. Còn mình thì ra hạ được AD nhưng mà chỉ đổi mạng mà thôi. Tuy nhiên cái sự nằm xuống của mình, team bạn nó vẫn chưa thể nào win được, và mình đã có thể lên đây hỗ trợ cho vị trí Liliana tấn công với con gấu này. Alice nó quăng chiêu nhưng mà mình không bấm kịp quả cầu băng xương, và Alice này là Alice lên full phép nha. Bây giờ đã là phút 19 của trận đấu rồi và team bạn nó đang muốn ép cái trụ đường dưới cùng này nhưng mà vẫn chưa có thể nào lấy được cái đường lính siêu cấp dưới này đâu nha. Phát hiện được một con khỉ nó đang đẩy ở trên này, và liệu là mình có lên để chơi nó luôn hay không. Nó đã đập rồi, nó đã sử dụng chiêu thức mình nó chạy nhưng mà cũng khá là nguy hiểm nha. Nó là chạy ngược lại rồi kìa. Mình bật lên cái chiêu 1, giảm được tối thiểu lượng sát thương và sử dụng ra chiêu thức, nhưng mà nó vẫn né được. Mình sử dụng ra quả cầu băng xương và có thành viên khác tụi mình ở đây rồi, không cần phải đổi đồ luôn, mình vẫn có thể hạ được cái thằng khỉ này nha. Lúc này trên này có con gấu, mình có nên lên chơi với nó luôn hay không. Mình đã có thể khiến cho nó sợ hãi mà rút lui. Bây giờ sẽ bán cái băng xương đi, mua cho mình cái giáp hồi sinh, vì còn quá lâu để mà nó có thể hồi phục lại để mà mình xài tiếp. Người yêu của mình thì đang ở đây, chắc là cô ấy lo cho cái tính mạng của mình. Nhưng mà mình cần phải đi lẻ thì mới có thể tạo thêm được lợi thế cho team. Nhưng mà cái pha đó hên là mình đi chung với người yêu mình, không là mình bị con gấu nó quýnh nãy chỉ rồi nha. Lúc này thấy được thành viên team bạn ở mid nhưng mà chúng cũng ngã ngủ lui về hết rồi. Chỉ có mình và người yêu mình ở đây mà thôi. Thằng Triệu Vân nó vẫn đang canh cái con tà thần, và cái con Violet thì nó mới vừa lộn lên cho mình cũng tiếp cận luôn, sử dụng hai chiêu thức và chiêu cuối lui về dính thêm cái lôi điểu của cái thằng Tu lên, nhưng mà mình vẫn chưa chết. Và bây giờ mình sẽ biến về để mà hồi máu nha. À quên, bản ngọc 16% hút máu phép. Tại sao mình phải biến về cơ chứ? Mình phải làm cái nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là đẩy cái đàn lưới này, và mình cũng có thể lợi dụng những con quái rừng này để mà mình hồi máu nha. Quýnh xong cái đàn lính này nữa là mình sẽ đầy cây máu rồi. Và bây giờ đây mình vẫn đang ở quá xa cái con tà thần. Ý định của mình là sẽ đẩy cái đàn lính này trước, sau đó là bắt team bạn chia lực lượng ra để mà về thủ, sau đó chúng ta mới ăn cái con tà thần thì nó sẽ là dễ dàng hơn nha. Con gấu thì nó vẫn đang canh trong cái con bùa của mình. Rất may mắn là mình đã không ăn cái con bùa đó nha. Mình đã đẩy luôn khu vực đường trên này rồi. Thấy cái thằng Tu Le nó đang yếu máu, nó đang di chuyển lên đây nè. Nó đang đứng ở khu vực này và nó vẫn có thể chạy thoát, nhưng mà thay vào đó là vị trí của AD và con gấu nha. Nó gần hết máu hết trơn rồi, bị Lily của team mình nó quýnh bỏ chạy thôi bạn. Nhưng mà không ngờ lại gặp phải mà đứng chờ từ chiều. Lily team mình đúng là một người chơi có kỹ năng, và dùng server ra bắt luôn cái vị trí cái con Alice. Và mình đã bắt được thành công rồi. Cái thằng Tu lên nó ra, nhưng mà liệu nó có thể làm được gì hay không. Mình sẽ băng luôn tới đàn để mình chơi nó và bán cái giáp hồi sinh, mua cho mình cái liệt có được cái sự bất tử. Nhưng mà chỉ được một thời gian ngắn mà thôi. Cái thằng Tu lên này nó quá cơ động, và chỉ cần nó thoát khỏi cái tầm của mình thì mình không thể nào có thể gây được sát thương lên người nó cả. Trận đấu lúc này đã được 22 phút rồi, và cái KD của mình đang là 13 năm. Nhưng mà cái thế đẩy của chúng ta đã có thể lấy được hai đường lính siêu cấp rồi. Lúc này chỉ còn lại một mình thằng Tu lên mà thôi. Liệu team mình có thể nào mà chiến thắng được luôn cái trận đấu này ở đây hay không? Hai thành viên team mình đang chiến đấu hết sức và ai cũng biết đổi đồ cả. Và cái trận đấu này thì nó cũng đã kết thúc ở đây luôn rồi. Trận này mình chết hơi nhiều nha, nhưng phải công nhận Lily đánh hay, thì không biết là ai sẽ là MVP đây. Lúc này mày bị rớt xuống tới 5 luôn rồi, và mình chính là MVP của trận đấu này. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo vào ngày mai. Bye bye.